Dạ anh chị, thì em lên thêm cây Ray-Ban hàng dùng lướt cho anh chị nhé. Cây này wifi max. Cây này trước em về cũng có về được mấy cây rồi đấy. Cây này thì có size ngang có 13,8 đưa anh chị nhé. Size ngang 13,8. Nên là cái cây mặt to thì không đeo được. Cây mặt to đeo nó hơi bị kích. Cây mặt vừa và nhỏ thì đeo được. Cái dáng này rất là đẹp, cả nam cả nữ đeo đều rất là ok. Hàng chuẩn thì cái khớp nối này của nó rất là nhìn rất là chắc chắn. Hơn là anh chị cầm cái kính nó cũng rất là ok. Anh nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo xem 0902277552. Em cảm ơn.